Soviet.vn, bán đích được gold buy uy tín, giá rẻ, chất lượng hàng đầu Việt Nam, còn có vòng quay cùng mini game vô cùng hấp dẫn, chương trình giảm giá tới tận 50%. Anh em nhớ lên shop ủng hộ mua Việt nha. Hey yeah, hello, anh em nha. Hôm nay thì Mô Việt sẽ chơi cái con rồng Preta, động tác dạng kỹ năng vô cùng rườm rà, tốn thời gian. Mà đây là tướng có lẽ nhiều anh em không biết đâu. Thực sự đó là con tướng bị bỏ rơi, bị lãng quên đối đầu với siêu hot pick Niniana, top 1 pháp sư đường giữa. Tướng nào giành chiến thắng nhỉ? Tất nhiên đó chính là Nini. Ôi, chúng mình không có cửa rồi. Đầu game là không có chơi được đâu anh em ơi. Đầu game nếu mà solo này, cầu gì ở này, kèo gì mình cũng thua. Nhưng cuối game thì cũng khó. Tôi nói chung là rồng làm thế nào để thắng được Nini đây? Thì các bạn phải di chuyển hay rồi, các bạn phải di chuyển ganh hay thì mới làm được điều đó nha. Nếu không ý, rất khó luôn. À đây không thấy thì à? Thì dính hai lần chiêu 2 của mình nha. Rồi và đặt chiêu 1 xuống. Vọt. Ghê chưa. Tuy vậy thì Nini đến, Nini rất ghê. Mình phải dùng độc chiêu là tốc biến nhổn liên hoàn thôi. Hỏng, bỏ đi bà ơi. Mình được 2 mạng là cũng thơm rồi, nhưng Nini cũng rất xanh nha. Nói đúng đây là một kèo rất là căng luôn. Một đứa thì nằm con rồng, một đứa là một con cáo. Nhưng cái con rồng này có một cái gì đó rất nặng trên lưng. Hình như là thanh niên Na. Na nãy giờ không hề farm mà toàn đi cướp thôi. Trong khi đó lại còn bị cướp ngược lại bởi phi dép. Nhưng mà cái câu cũ nha, cướp làm gì để rồi phải ra đi. Nói hoài nói mãi anh em cứ mê thôi. Cướp theo kiểu mà không hề có lợi thế, cướp theo kiểu là trộm ấy. Đây là trộm thực sự. Trộm bùa chứ không phải là cướp bùa. Cướp bùa là anh em cướp trắng trợn tới thì không có làm gì được. Còn trộm bùa ấy, đó là cái hành động mà các bạn kiểu mà rón rén các bạn vô dùng team mạng các bạn lượm bùa, sau đó anh em bị ganh thì anh em chạy trước mặt mà không chạy được luôn. Ây da, cái gì đây? Ôi, hình như là những pha lỡ tay trong truyền thuyết đã tái hiện rồi. Vô tình thôi nha bạn ơi, sorry. Hai thanh niên để bạn theo đập hàng tiếng đồng hồ. Con rồng đi qua nó nhổ pot pass lượm luôn cái mạng. Không hiểu cái gì luôn nha, bật kỹ trường mới nên đánh tường Nini ơi, solo mình Nini ơi. Nini ơi. Ô, Nini đi đâu vậy? Nini đi ăn mạng của bạn Na. Nini cũng rất xanh nha. Nói chung là mình cũng xanh nên là mình có thể chơi được. Con rồng này thì các bạn không nên chơi cái kiểu mà các bạn chỉ phụ thuộc kỹ năng một. Chơi vậy thì mình thấy nó không khỏe, không bá. Anh em hãy chơi theo kiểu đó là lên cái thập tự kiếm sớm nhé. Các bạn có tốc chạy nhanh hơn, các bạn di chuyển đi ganh dễ hơn. Các bạn sẽ khó bị bắt hơn, các bạn hit and run dễ hơn khi mà bật chiêu cuối đánh thường. Đó. Và tốc đánh nhiều hơn nữa. Nói chung là mình mê cái phong cách này và cái phong cách này vẫn là phong cách mạnh nhất của con rồng của Delta. Thực ra giao anh tổng thì mình cũng chẳng ngán gì Nini đâu. Đấy, cái chiêu 1 của mình áp lực sát thương cực kỳ nhiều luôn. Đó. Mà khống chế được cũng có nha, 2 lần sử dụng chưa 2 này anh em ơi. Mà hết chiêu cuối thì lui nhẹ nha, hết chiêu cuối rồi. Đi đi bạn yếu hết, nhưng phải đợi 10 giây nữa. Từ từ nha, để mình nuôi tí, mình vô đây này. Đợi tí nha, 3 giây nữa thôi. Rồi, có chiêu 2 đặt trước một phát rồi bật chiêu cuối lên. Nhổ là có mạng. Bạn tu nên nếu không về thì mình tốc biến, mình nhổ cho không chật nào luôn. Anh em thấy ghê chưa? Quá ghê. Đó chính là cái con rồng của Delta anh em không biết đó. Một con tướng mà anh em thấy đó. Nó có đôi cánh, nó bay, nó vỗ phành phạch. Nhưng mà hình như vừa rồi mình vẫn phải là chạy đường vòng ấy, không có bay qua tường được. Mặc dù cái tường đó thì cũng không cao qua ngọn cỏ, Nhưng vẫn phải chạy bộ, vẫn phải đi đường vòng đó anh em ơi. Đây là cái cánh chỉ để là trang trí thôi. Và cũng sơn màu cho nó rực rỡ, xanh xanh, đỏ đỏ, cam cam. Cho nó đẹp tí thôi. Tuy vậy thì cái sắc đẹp, cái độ cái gì nhỉ, đẹp dai, xinh gái là không có. Nên là bị anh em đã quên. Rất nhiều tướng pháp sư, rất nhiều tướng game of the
anh em không chơi do là nó không đủ độ đẹp, nó xấu xí quá trời luôn. Như con rồng Beta, con Azenka đều là những con tướng khỏe nhưng đều bị lãng quên. Rồng không hề yếu nha, nó chỉ kém người chơi thôi. Khi mà anh em đã chơi rồng, chắc chắn anh em là một người chơi đứng giữa tốt. Bởi vì anh em đã biết chơi rồng rồi là anh em chơi hay, em có tin điều đó không? Nếu anh em chơi rồng, anh em thấy mọi người chơi rồng điều đó thì anh em nhớ comment bên dưới để Bôi Việt biết nha. Về đi bạn ơi, chạy thẳng về luôn nha. Mình đã... ơ kìa, nó còn bắn làm cái chi? Trời ơi, có biết là bạn Mina bạn ấy xoay không? Ta né, ta né. Ui, còn đấy dính chưa một, nó là đi à, dính chưa hai, chán là đi vào lòng đất rồi. Ơ, là gánh gì đấy? Đó là cứ từ từ thôi để mình gánh cho. Thực ra là mình gánh được rồi. Bởi vì mình sang cái này thì mình sẽ rất là khỏe và mình có thể áp lực team bạn. Và combat tổng đây là vị tướng rất khỏe nha, khả năng thủ đường tốt này, có khả năng là bê trụ cũng tốt luôn. Nói chung là không phải là tướng phế đâu. Đây là anh em là muốn tìm một con tướng mà chơi có khả năng carry team tốt ý. Đường giữa thì rồng là một sự lựa chọn nó mình thấy là rất ngon trong việc là các bạn pick tướng đường giữa. Nhiều tướng anh em thay đổi khẩu vị một tí để chơi cho nó vui. Cuối mùa rồi, chơi những con tướng nạ nạ một tí đi, chơi phong cách dị dị một tí đi thì nó mới vui được. Sau đó đầu mùa sắp tới mấy hôm nữa thì chúng ta lại neo rank nghiêm túc, không có sao đúng không? Cuối mùa là để thử nghiệm nha, nên là mình làm hết tướng rồi. Còn những phong cách nào dị, phong cách nào hay, phong cách nào đặc biệt anh em nhớ comment bên dưới để mình thực hiện nè. Ok, áp lực anh em ơi, áp lực lên. Đi bạn yếu hết rồi mà. Thò mặt ra là ăn cấu rỉa của mình thôi. Mình có chiêu cuối liên tục nha. Cái chiêu cuối nó bật liên tục đến thời điểm mà mình up level 12, cái chiêu cuối này là 3 ấy, thì bật chiêu cuối liên tục luôn. Ăn đi bạn ơi. Ăn xong đẩy nhá. Trận này La cũng không cần đâu. La chỉ cần đi chơi, dạo chơi là được rồi. Để mình mới solo với thao này nó hết cho. Áp lực trụ của rồng cũng không có dễ đâu anh em ơi. Khả năng dọn lính rất là tốt. Hay quá, gấu ăn được Nini kìa. Mình chưa ăn được Nini thì gấu ăn được rồi. Quá hay gấu ơi. Đợi tí gấu ơi, tới này. Ui, gấu làm hết kìa. Gấu cũng quá hay luôn. Mà HD team bạn thì không được chơi game thế này. Rồi nha team bạn, áp lực về rồi, lấy trụ luôn. Nói chung nào, lấy trụ endgame trận đấu sớm thôi. Hôm nay thì mình cũng làm clip hơi muộn nên phải kết thúc sớm để có thể up clip sớm hơn. Thôi anh em, nhiều khi là cái thời gian của clip nó không được đều. Bởi vì là đó, một mình làm ấy nó rất nhiều việc. Nhiều khi bị việc này việc kia nó đè thời gian thôi. Nên là nhiều khi mình cũng phải làm vội quá. Anh em thông cảm Mua Việt nha. Bởi vì một cái tay thì đâu bằng nhiều cái tay được. Nếu mà có anh em là edit cho thì ngon, nhưng mà thực ra mấy anh em cũng đăng ký edit rồi nhưng mà không hợp ý mình anh em ơi, không có hợp với phong cách của mình. Đó, rất cần một cái bạn nào edit hay để hỗ trợ mình trong cái việc là chỉnh sửa clip, lồng nhạc, rồi edit những pha highlight, rồi thêm cái hiệu ứng âm thanh sao cho nó sinh động cái clip hơn, nhưng mà không tìm được. Mà tìm được anh em nào phải đến kiểu đến làm cùng cơ. Làm qua mạng nó cũng rất là khó luôn. Không hiểu ý nhau mà, nó rất là khó anh em ơi. Mà anh em thì không có đứa nào biết làm cả. Buồn thực sự luôn. Nhưng mà đôi khi tự làm hết thì nó cũng vui ý. Vui với anh em ơi. Đi tốn thời gian một tí thôi. Nhưng mà đó thì nó là thành thói quen rồi. Vừa là niềm vui mà vừa là thói quen luôn. Là nhiều khi chậm một tí anh em thông cảm Mua Việt nha. Mỗi ngày mình vẫn cố gắng làm 3 clip đều đó. Wow, 2k8 sát thương kìa. Mình mất luôn cái thánh thuẫn anh em ơi. Tầm này thì mọi người thấy cái thế trận nó rất là nhàn luôn. Team mình chỉ cần đẩy lính lên, ăn sạch sẽ rừng team ạ và lấy trụ. Đơn giản cực kỳ nha. Mà từ từ, mình chưa có chiêu cuối, mình hết mana, gần hết mana rồi. Đợi tí nha, 3 giây nữa.
Wow. Bố ơi, anh Nam ơi, đến tầm này là những con tướng pháp sư như Nini với Tuvalu Endgame nó rất là ảo rồi. Không có đùa đâu. Phút thứ 11 rưỡi rồi anh em ơi. Lôi tí nha, ăn mục tiêu đi, ăn sạch rừng đi bạn đi. Rồi ăn xe sai, ăn rồng đi. Đợi AD ra rồi chúng ta đẩy tiếp phát phát nữa này. Cẩn thận nha. Wow. Bây giờ 7 phát chưa một của bạn Niniana này mình cũng đau mất cái thánh thuẫn luôn. Ảo. May gấu bên kia gấu đánh lạc hướng team bạn gấu. Ui gấu ăn hết kìa. Thôi thôi, game này của gấu rồi. Gấu gấu làm hết anh em ơi. Đùa, đánh hay vậy thì mình làm sao mà tỏa sáng được. Ok, chính vì vậy là lên luôn anh em ơi, lên luôn. Rồng tới đây, lách cái mông tới đây, đang bay, đang vỗ cánh phành phạch tới đây. Ôi, cầu linh đạn, cầu, cầu, ui, cầu linh đạn, ôi. Ui, tí nú cái đầu luôn. Quá gắt, thực sự là quá gắt luôn nha. Một cái quả cầu nó nổ đam khiến mình kiểu tụt máu một cách nó không kiểm soát nổi ý. Quá gắt luôn anh em, quá ghê. Ok, để mình đến hỗ trợ một tí này. Thế này đúng là chỉ có 4 người chơi thôi. Bạn à đúng là làm màu. Chơi phong cách cướp cướp. À trộm, trộm bùa. Để thọt rồi bây giờ nó không có tác dụng gì cho team. Mục tiêu nãy giờ anh em thấy là toàn toàn team ăn thôi. Đó, bạn đấy thì cứ lên bảng điểm số liên tục. Ok, ăn nốt cái này nữa thì khỏe rồi. Cái đồ cuối cùng thì các bạn có thể chơi cái đồ này, cái quyền trượng DA hoặc là cái trang bị của cầu vang xương nhé, đều được. Quyền trượng DA thì các bạn sẽ đánh sướng hơn, bởi vì nó có hồi chiêu, thêm một tí hồi chiêu với cả là có cái hồi máu anh em ơi. Ui, đánh thường nó sẽ hồi máu nhiều hơn. Đấy, anh em thấy đánh thường tầm 1k rưỡi sát thương phép rồi. Nó đam nó to như vậy nên là nó rất là khỏe luôn. Late game nó bá nó cũng chẳng thua kém gì bạn Nini đâu, thậm chí còn kinh khủng hơn ấy. Tôi chọn anh em có giữ vị trí được được bán hay không. Rồi hai lần liên tục mà dính vào tường bởi cái chiêu hai của rồng thì làm sao mà đỡ được. Ok, và hiện tại thì có lẽ là chúng ta lên ra mid lấy trụ và win trận đấu này thôi. Đồng thời thì có lẽ video clip cũng sắp hết rồi. Chân thành cảm ơn anh em đã dành thời gian quý báu từ nãy giờ ủng hộ Mua Việt nha. Hẹn các bạn trong clip tiếp theo. Ô dép VIP tính phi dép nhưng mà không ngờ là mất cái dép thôi. Ok, end game này. Hẹn các bạn clip tiếp theo nha. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.